được thành lập từ khi đất nước vẫn còn chiến tranh, cơ sở vật chất vẫn còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng trường Trung học Phổ thông Kim Liên vẫn không ngừng vươn lên mạnh mẽ, từng bước trở thành một trong những cơ sở đào tạo cấp 3 uy tín, chất lượng của thủ đô Hà Nội. Nhưng lúc đấy giờ thì trường Kim Liên bắt đầu được thành lập, cho nên là ở khu Kim Liên là tự hào lắm vì có một cái ngôi trường ở ngay gần trong khu vực của mình. Và bên cạnh đó là nếu bình thường là phải học ở trường Đống Đa, nhưng mà vì có thành lập trường mới cho nên là được vào học lớp 10 tại trường. Rất là vui mừng được đón nhận một cơ sở mới. Nhưng mà giờ nhìn lại thì cái cơ sở ấy là những nhà cấp 4 mà có thể nói là cũng rất là khó khăn. Mái thì cũng không phải là mái ngói đâu mà mái tre. Năm 74 khi thành lập thì lúc đấy là ở một cái trường chúng tôi đến thì cũng rất là ngỡ ngàng, bởi vì là trường là hoàn toàn là lập danh hết. Thế và hàng rào thì cũng hàng rào tre cả khuôn viên. Và đến những cái năm cuối 77 khi bọn tôi ra trường thì gần như là cái máy danh nó cũng thục nhiều. Cứ mưa thì là thầy trò trong lớp là phải mặc áo mưa. Đấy, bởi vì là nó dột từ trên, mà bọn tôi nói là đèn neon là thắp sáng, là bởi vì cái đường nóc ấy là nó thủng hết. Đấy là nhìn thấy ánh sáng trời gọi là đèn neon. Nói chung là cái điều kiện vật chất nó không được như là bây giờ, không được khang trang như bây giờ. Nói chung là học đấy thì trong suốt 3 năm học thì là lớp thì thường xuyên có những sinh hoạt cùng với nhau, là thấy học thì vẫn thấy rất là ấm áp, cũng rất là vui ở trong lớp. Tháng 5 năm 1990, trường Trung học Phổ thông Kim Liên chuyển về địa điểm hiện nay tại số 1 ngõ 4C Đặng Văn Ngữ với diện tích hơn 5.000m². Đây được xem như bước chuyển mình đầu tiên trong công cuộc cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Khi mà bước sang cái ngôi trường mới được sơn vàng, rồi là có sân khấu, rồi có những cái bậc thang để lên, thì cái cảm giác của mình nó choáng ngợp và rất là hạnh phúc. Kể từ khi sang cơ sở mới, nhà trường luôn không ngừng hoàn thiện và thay đổi. Bên cạnh đó, những hoạt động ngoại khóa, phong trào văn nghệ cũng diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ. Trường mình cũng hay đứng ra tổ chức các cái buổi văn nghệ, ca nhạc, mời các bạn trường khác về tổ chức nhạc, rồi tổ chức trại hè, cắm trại. Hoạt động thì nói thật là trường mình cũng không có quá nhiều vào thời điểm đấy. Nhưng hồi đấy anh nhớ là anh có câu lạc bộ bóng bàn, là có lẽ là câu lạc bộ của trường mà mạnh nhất và hoạt động đều đặn nhất, vì là bọn anh có thể chơi với các thầy cô và các bác bảo vệ và ngày nào cũng có thể chơi với nhau. Và cái bàn bóng bàn đấy nó được xếp ở trên tầng 2 của cái nhà truyền thống và bây giờ được xây lên rồi đấy, có mấy cái bàn bóng bàn, và năm nào chúng mình cũng có giải bóng bàn của trường. Có một cái nhớ hồi xưa là bên cạnh có rất là nhiều chương trình, ví dụ như là nấu bánh trưng, nhất chương trình đấy nữa, chương trình nấu bánh trưng mùng 8 tháng 3 và chương trình thi Fast Group các thứ. Khoảng tầm cuối năm, lúc mà bắt đầu Tết âm lịch ạ, thì sẽ tổ chức một buổi là tụ họp tất cả mọi người lại, và kiểu có một bạn trong lớp của em là bạn sẽ đi hướng dẫn mọi người cách gói bánh trưng các thứ, và nó là một hoạt động ý nghĩa. Năm 2016, trường Trung học Phổ thông Kim Liên khánh thành tòa nhà hiệu bộ 7 tầng. Cùng với việc nâng cấp, trùng tu các lớp học, cảnh quan của nhà trường, các phong trào và hoạt động của học sinh liên tục gặt hái thêm nhiều thành tích hơn, khẳng định được giá trị qua nhiều năm của học sinh Kim Liên. Em thấy rất là may mắn tại vì khóa cao bổng của em vào trường đúng lúc khi trường vừa sửa sang xong, rất đẹp và trang trọng. Đặc biệt là tòa nhà hiệu bộ như ở bên này đây, thì tòa nhà ấy vô cùng hiện đại và còn có cả thang máy nữa. Người ta vẫn thường nói, cấp 3 là quãng thời gian đáng nhớ nhất, đó là quãng thời gian tưởng chừng như buồn tẻ nhưng lại khó quên nhất trong đời. Tại Kim Liên, mỗi học sinh chúng ta đều có những câu chuyện về thầy cô, về những người bạn mà chúng ta sẽ chẳng thể nào quên. Khi mà nói đến Kim Liên thì tôi luôn luôn là có một cái từ nó có một cảm xúc rất là đặc biệt. Bởi vì tôi thì sinh ra và ở Khâm Thiên, và tất cả gần như những cái năm tháng tuổi thơ là gắn với cả cái từ Kim Liên. Thì năm 74-75 thì gia đình nhà chúng tôi chuyển về khu tập thể Kim Liên. Và từ đó đến nay là suốt từ những cái năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì toàn học ở những trường ở Kim Liên. Thì do vậy là cả tuổi thơ của tôi là gắn bó với cái từ Kim Liên này. Và để lại nhiều những cái ấn tượng sâu sắc thì nó cũng rất là nhiều. Bởi vì nó là một cả của những người thơ
cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn luôn là đối với chúng tôi thì Kim Liên vẫn là một cái gì đó trân quý nhất, là cái trân trọng nhất, và nó để lại rất nhiều dấu ấn trong cái cuộc đời của mình sau này. Bây giờ mà nhắc lại cái kỷ niệm từ thời cấp 3 thì đối với mình nó là quá là lâu rồi ấy. Tức là năm đấy là 16 tuổi, bây giờ là đã là 35 tuổi, có nghĩa là gần 20 năm đã trôi qua rồi. Thật sự là mình cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là cái quãng thời gian này nó qua như một giấc mơ ấy, mà mình không thể nghĩ là chớp mắt một cái mình đã trưởng thành đến như này rồi. Hồi đấy mình học lớp văn thì cô Vân là chủ nhiệm học lớp A. Hồi đấy là chưa có phân theo kiểu A1, A2 đâu, mà cái thời chị học là vẫn là A, B, C, D các thứ. Thế thì hồi đấy là cái lớp A là lớp nhiều gái sinh, như gần như là không biết có nhất không, nhưng mà đại khái rất là nhiều gái sinh. Thế nên là các bạn khác trong trường, các lớp khác là rất là thích. Thế là mình thường xuyên nhận được thư ở trong ngăn bàn. Lãng mạn lắm. Nói chung là nghĩ lại hồi cấp 3 thì thấy nó quá là trong sáng ấy. Khi mà chia tay mái trường, đó là cái ngày mà Tùng cũng như các bạn trong lớp đã chuẩn bị rất kỹ càng về tâm lý, bởi vì biết đó là một cái ngày duy nhất mình có được trong cuộc đời, và là một cái ngày mà mình sẽ chia tay lứa tuổi học sinh để bước vào giảng đường đại học. Mặc dù phía trước còn rất là dài, nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó nó là một cái ngày mà với cá nhân Tùng vô cùng tiếc nuối. Tùng lưu giữ lại từng khoảnh khắc một, lúc đó Tùng ngồi Tùng nhìn cái cây hoa phượng của trường này, nhìn ghế đá của trường này, nhìn lớp học của mình này. Chỉ ít phút thôi, khi mà mình ra khỏi ngôi trường này rồi thì mỗi lần mình về mình sẽ phải xin phép bảo vệ, chứ mình sẽ không được đi ra đi vào như mọi khi nữa. Rất là vô cùng trân quý. Mọi người đã chia tay trong nước mắt, khóc rất là nhiều. Lớp chị thì là ban D, cho nên là chỉ có 5 con trai thôi, còn lại tất cả là con gái. Và chị thì có một hội bạn thân khoảng hơn 10 đứa là con gái. Thế nhưng mà cô nào cũng nhận xét là nghịch ngang con trai, thậm chí là còn bắt nạt 5 đứa con trai còn lại trong lớp. Nhưng mà rất là vui, tại vì là, và thậm chí là rất nhiều lần khi mà chị nghĩ lại những kỷ niệm như là chị học Kim Liên thì có cho chị học lại một lần nữa, thì chị vẫn muốn được học cùng hơn chục đứa bạn thân và 5 đứa con trai đấy. Tại vì là nhờ chúng nó mà chị có những cái kỷ niệm đẹp như khi mà chị còn học Kim Liên. Bây giờ hỏi lại nhá, những cái gì thích nhất trong cái thời đi học? Mình nói rất là đơn giản. Ngày xưa đã thế rồi, tức là chúng mình rất là thích vào cái ngày 20 tháng 11 đấy. Chứ 20 tháng 11 ngày xưa không phải như bây giờ. 20 tháng 11 ngày xưa gọi là đèo nhau bằng xe đạp nhỉ, chở có khi 2-3 đứa trên một cái xe đến nhà các thầy các cô, thì ngày xưa gọi là hiến cam đấy, nhưng thực tế ra là phải xếp hàng mua được mấy quả cam Vinh. Cái gì quý nhất, ngon, cái món gì ngon nhất thì là mang đến để biếu các thầy các cô. Tuy nhiên mà lao vào nhà các thầy cô như những cái cơn lốc ấy. Và vào đúng nghĩa là vào để đập phá là chính, chứ còn thực ra là các thầy các cô có được biếu cái gì đâu, bởi vì chưa kịp biếu xong, đám này chưa kịp biếu xong thì đám sau đến nó đã chén hết sạch rồi. Đấy, cho nên là đám sau chén hết sạch đồ đằng trước ấy. Mà đi đến nhà thầy các cô là đi như là kiểu chảy hội, cả lớp đi mà kéo nhau đi rất là đông vui ấy. Tất cả những thầy cô giáo đã dạy chúng mình không bao giờ quên bất cứ một người nào cụ tên như thầy Độ, thầy Vinh dạy văn mà bây giờ đã không còn nữa. Thầy Thơm, thầy Hiển dạy tiếng Nga. Đấy rồi cô Sơn là chủ nhiệm lớp mình, cô cũng đã nằm xuống rồi. Đấy, cho nên là mình rất là mong là trong những cái ngày kỷ niệm 45 năm của trường thì tất cả những thầy cô giáo còn đã từng là những người đầu tiên xây dựng nên trường Kim Liên vẫn còn mạnh khỏe và trở lại, để chúng mình một lần nữa gặp lại các thầy cô để tri ân các thầy cô. Hòa mình vào mùa thu Hà Nội, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Kim Liên tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập. Từ mái trường này, biết bao thế hệ học trò đã được ươm mầm trở thành những bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân, góp phần xây dựng cho Tổ quốc và làm giàu thêm bảng vàng truyền thống của nhà trường. Bài hát Nhớ về Hà Nội có đoạn: dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Cũng như mỗi người trong chúng ta, dù có đi nơi đâu, chúng ta sẽ mãi nhớ về trường Trung học Phổ thông Kim Liên như một kỷ niệm đẹp nhất về một thời thanh xuân, về những năm tháng rực rỡ. Trong tháng 11 sắp tới là lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường. Mình muốn gửi chúc sức khỏe tới tất cả mọi thế hệ học sinh và thầy cô trong trường.
và mình luôn mong mọi người sẽ đạt được những niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt là trong quãng thời gian ở mái trường Kim Liên thân yêu. Em chúc các thầy cô giáo sẽ luôn luôn mạnh khỏe, luôn nhiệt huyết và để cống hiến những cái bài giảng thật bổ ích, thật hay mỗi ngày. Em xin chúc các thầy cô sẽ luôn luôn có sức khỏe để có thể tiếp tục thành công trong sự nghiệp chồng người của mình. Chúc các em học sinh Kim Liên sẽ học tập hết mình, chơi nhiệt tình và để luôn làm rạng danh Kim Liên. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc các em học sinh luôn may mắn, học tốt và thành công. Con xin chúc các thầy cô giáo có một sức khỏe thật dồi dào, thành công trong cuộc sống. Chúc các em học sinh có một cuộc sống cấp 3 thì là tươi đẹp, những cái kỷ niệm đẹp đẽ về Kim Liên. Chúc Kim Liên ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa. Thì Linh chúc cho Kim Liên luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn là bông sen vàng, luôn luôn là một nơi để đào tạo ra những tài năng của đất nước và những bạn không chỉ học giỏi, để xinh đẹp và đẹp trai và một tài năng và có tất cả những cái thành tích rất là tốt. Và em xin chúc cho tất cả các thầy cô thì sẽ luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn yêu đời, yêu học trò của mình, và đặc biệt là các thầy cô sẽ luôn luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi khi thấy học trò của mình thành công trong cuộc sống. Chúc các ban bảo vệ, các ban lao công và các thế hệ nhân viên đã và đang cống hiến cho ngôi trường có một sức khỏe thật tốt. Chúc mọi người sẽ luôn hết mình với công việc mà mọi người đã lựa chọn. Chúc các em học sinh, các thế hệ sau của Kim Liên sẽ ngày càng giỏi hơn, chất hơn. Và quan trọng nhất là chúc các em sẽ có một khoảng thời gian thật đẹp bên mái trường này. Con muốn gửi lời cảm ơn chân thành tất cả các thầy cô đã, đang và sẽ đào tạo ra những nhân tài tương lai của đất nước ở dưới mái trường Kim Liên. Nếu thiếu các thầy cô thì học sinh bọn con sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả các bác, các cô, các chú, các anh chị, các bạn và các em cựu học sinh đã luôn nhớ về trường Kim Liên để Kim Liên có được một sự kiện trọng đại như thế này. Chúc các thầy cô và các em học sinh có một ngày lễ kỷ niệm thật vui, thật trọn vẹn và nhiều ý nghĩa. Và tôi cũng mong rằng những thế hệ học sinh Kim Liên sau này sẽ luôn luôn tài năng, nhiệt huyết, chơi hết mình, học hết mình và luôn mang trong tim chỉ một câu I am Kim Liên. Kim Liên trong tôi là sự biết ơn vô bờ bến. Kim Liên vẫn là một cái nôi, là cả một cái tuổi thơ, là cái tình cảm rất ấm áp của các thầy cho học sinh chúng tôi, và những cái tình cảm bạn bè rất là thân thiết cho đến ngày hôm nay. Kim Liên trong tôi không bao giờ quên. Là những cái ngày dài đi bộ đến trường, là những cái bồng bột, những sự nghịch ngợm, nhưng mà cũng là những tình cảm, những tình yêu của thầy cô, và chính là nơi nuôi dưỡng cái đam mê, cái ngọn lửa chúng tôi. Và Kim Liên là một phần của cuộc sống và một phần của công việc, của sự nghiệp tôi bây giờ. Là nơi lưu giữ kỷ niệm, là cái quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học sinh. Kim Liên trong tôi là thanh xuân đẹp đẽ nhất. Kim Liên trong tôi là niềm tự hào. Là niềm tự hào. Là sự tự hào. Là một phần thân thương nhất. Là tuổi thơ êm đềm. Là nơi tôi tìm được con đường cho chính bản thân mình. Là nơi chắp cánh ước mơ âm nhạc của chính bản thân mình. Là một sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả những gì mình mong muốn. Kim Liên trong tôi là đoàn thanh niên. Là nhà. Là để yêu thương. Kim Liên trong tôi là nhà. Là gia đình. Không chỉ là nhà, đó còn là thanh xuân, là tuổi trẻ. Là tuổi trẻ. Là ký ức của tuổi trẻ. Là thanh xuân ngập tràn những kỷ niệm. Là nơi mà mình đã gặp được rất rất nhiều bè bạn. Kim Liên trong tôi là nguồn cảm hứng tinh thần bất tận. Vừa chơi đầy thú vị và bổ ích cùng với thầy cô và bạn bè. Là nhà. Những kỷ niệm khó quên cùng với các thầy lớp 32 và cả khóa 340 của Kim Liên. Là trường trung học phổ thông gần nhà. Là sự tiếc nuối của cả thanh xuân. Là niềm tự hào. Là những tháng ngày cấp 3, một phần của tuổi trẻ. Là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Là những kỷ niệm bồng bột của tuổi học trò. Là nơi lưu giữ những năm tháng tuổi trẻ. Là cảm xúc, là hạnh phúc chúng tủ, và đồng thời cũng là sự hụt hẫng khi phát hiện ra mình lệch ngăn. Là một phần tuổi trẻ không thể thiếu, và cũng là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất trong suốt quãng thời gian cấp 3 của tôi. Kim Liên trong tôi là tình yêu, nơi tôi yêu mái trường tôi đang học, yêu những người thầy cô hết lòng để học trò mình được thành công, yêu những tiếng đàn hát ở KGC mỗi khi tan trường, yêu những giờ ra chơi về tranh nhau gói xôi ở trên căng tin, và yêu những trò đùa tuy nghịch ngợm nhưng mà lại không thể thiếu. Là tuổi trẻ là nơi mà tôi đã thực hiện những ước mơ, những hoài bão, những cái tham vọng mà có khi là những cái điều mà ngờ nghịch mà tôi chắc là không bao giờ dám làm lại lần thứ hai. Ồ,
là những tháng năm rực rỡ nhất, những quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi học trò, mà để khiến bây giờ khi mà mỗi lần tôi nghĩ lại, tôi đều có thể mỉm cười và nghĩ rằng mình đã từng là học sinh kinh niên và mình đã từng có những cái kỷ niệm đẹp như vậy. Tôi rất thích cái câu mà học sinh các khóa sau này rằng kim liên là để yêu, và với tôi thì kim liên mãi vẫn là cho anh tương lai và niềm tin đi trên những chặng đường dài, luôn mang trong tim chỉ một câu hai em kim. Chia sẻ